phải nói là tình trạng thiếu điện nhiều năm nay thì năm nào cũng phải xảy ra, gây cho người dân rất cả có một cảm xúc và có một cái mặc cảm và cái cảm tưởng là không tốt về trong cái hoạt động đối với những vấn đề điện trong thời điểm nắng nóng như thế này mà tiết kiệm giãn điện. Như cụ thể của Hà Nội trong thời gian mấy ngày nay thì người dân Hà Nội cũng cảm thấy rất là bức xúc, cảm thấy rất xót xa cho ngành điện. Tại sao cái hoạt động này kéo dài nhiều năm mà chưa khắc phục được? Thì tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong cái việc mà trách nhiệm của quản lý nhà nước đối với Bộ Công Thương. Theo tôi thì không phải chỉ có trách nhiệm của Bộ Công Thương không, mà theo tôi nắm được cái thông tin nữa là trách nhiệm của một phần nữa là của Ủy ban Quản lý Vốn nhà nước. Tại vì hiện nay thì Ủy ban Quản lý Vốn là quản lý toàn bộ vốn tất cả những cái công ty, những cái doanh nghiệp mà có vốn của nhà nước. Cho nên muốn mà các doanh nghiệp, công ty có vốn của nhà nước mà muốn hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng mới, phát triển mới, những loại hình mới, mình cụ thể cái vấn đề gì, cụ thể ra sao. Điển hình là tổng công ty điện lực, tập đoàn điện lực thì cũng phải chờ cái sự phê duyệt của cái Ủy ban Quản lý Vốn.